À, đi làm mấy hôm nhé, ở nhà với mẹ nhé. Em, vì chuyện này mà anh trốn tránh em à? Bây giờ anh phải nói ra thì mình mới hiểu nhau được chứ anh. Vợ em vừa đến cơ quan này, em gặp vợ em một tí nhá. Sao đó con? Chắc anh Nam giận em rồi chị tuyển lại rồi. Nên là anh không muốn về. Tối hôm qua không biết anh ngủ ở đâu nữa. Muộn rồi mà chả thấy anh Nam về để lấy túi đi làm nữa. Em lo quá chị ạ, chả Dũng, xảy ra chuyện gì với anh Nam. Mình có mẹ nào rồi. Rồi không chị. Anh như thế. Tối hôm qua anh ngủ ở đâu mà giờ anh như thế? Anh ngủ nhà bạn. Anh làm sao anh lại đi cả đêm sao anh không về vậy? Có biết là cả đêm hôm qua anh đi em cảm thấy lo lắng như thế nào không? Qua mà... đi anh gặp bạn, bạn ngủ sang nhà bữa thì anh ngủ qua đêm em. Anh lấy cái gì vậy? À, dạo này cơ quan anh nhiều việc nên là anh xếp bỏ anh ra đấy trực mấy hôm em ạ. Có phải trực hay không hay là vì chuyện đấy mà anh làm như vậy? Bạn đâu em ạ, dạo này anh cũng vừa xây dựng cái cơ sở mới nên là phải có người để đấy. Thì mình cũng không có việc gì mình lấy trong người trong vừa gác ạ. Hay là anh không muốn nhìn mặt em, anh nói vậy? Không phải thế đâu em ạ. Em cứ ở nhà chăm sóc chip với chị Tiến đi. Đây việc cơ quan nhưng mà anh cũng không thể chối được đâu. Nên là theo chỉ đạo cấp trên rồi. Em biết là không phải công việc. Chẳng qua là anh cứ nói vậy thôi. Để tránh em thì lâu nay anh có phải đi ngủ cơ quan bao giờ đâu. Sao anh không nói gì vậy? Em ở nhà nhé, anh đi làm đi. Chị nhé. Chào anh, để em nghe tay của anh đi. Anh Nam, anh nói chuyện với em đã. Ok, anh nói chuyện thì mình cũng coi như là khóc rồi anh nha. Tại sao? Ai nghĩ cái nát? Chắc chứ cũng không muốn cho anh đi đâu. Hả? À, đi làm mấy hôm nhé, ở nhà với mẹ nhé. Em, vì chuyện này mà anh trốn tránh em à? Bây giờ anh phải nói ra thì mình mới
Thế, giờ thì hai mẹ con ngày đi anh đi làm đấy. Anh Nam, anh ngồi nói chuyện với mẹ con em một tí đã. Ôi, bây giờ cũng buồn rồi, nói gì để hôm nào anh về anh em mình nói chuyện sau. Giờ cũng buồn thì anh đi làm đấy. Để hôm nào thì anh đi anh về sớm nhé, anh đừng ở đấy lâu nhé. Không phải chuyện đấy mà anh ghen là anh bỏ nhà ra đi thế anh. Mẹ con ở nhà lý quánh, tí trời mưa mà lý mà mưa ban đêm mà nước lên. Vâng, em biết rồi. Anh cho ăn. Anh đi về sớm nhé. Vâng, anh biết rồi. Đi nhé. Vâng. Về nhà nhé. Đi bye đi. Bye. Anh đi nhớ về sớm nhá. Có đã đấy.
Dạ. Dạ. Con ở đây chơi với bác nhá. Vào đi. Vào đi.
Dạ em. Dạ. Xong rồi chị ạ. Cũng em chưa làm chị ạ. Em không phải. Em thấy bình thường thôi chị ạ, không mệt rồi. Muộn rồi em đi nấu ăn cơm để ăn trưa, xong chiều chị ở nhà qua chip cho em nhé. Được. Em đi chợ. Em đi hái quả bán, sắp đến rằm rồi người ta mua về để thắp hương ấy chị. Được. Được. Con ở chơi với bác đi. Chơi với mẹ nhé. Chụp bếp nhá, chụp bếp nấu cơm nhá. Chụp bếp nấu cơm cho chị với bác tiện ăn nhé. Ông có bán bưởi không cho khoảng phát một ít? Ờ có mà. Vâng. Lấy đi. Vâng. Thank you.
Ông ơi, ông ra xuống xem lấy bao nhiêu, cháu gửi tiền ạ. Ông lấy bao nhiêu cháu? 20. Dạ. Vâng, dạ. Bắt đâu? Về con này. Có ngon không chị? Ngon em ạ. À, chị lấy cho em 2 quả nhé. Ừ. Đấy, bao nhiêu ạ? 40.000. Chuyện gì hay sao mà Nam lại thông báo với em là ở cơ quan một hai hôm? Hôm qua thì em với anh Nam có một chút hiểu lầm nên là cũng nói to tiếng với nhau một chút anh ạ. Tối qua anh cũng bỏ nhà đi cả đêm không về, sáng nay anh mới về thì anh lại gấp quần áo, anh ở cơ quan có công việc nên là anh đi ngủ ở đây mấy tối. Nam chảnh vảnh công việc lắm, anh cơ quan giờ giao cho nhiệm vụ thì không thấy hoàn thành được. Vậy à anh? Hôm nay em cũng không thấy anh Nam nói gì cả. Hôm qua tự dưng anh lại đùng đùng lên tức giận rồi bỏ nhà rồi về đây ở. Nên em cũng không biết là anh ấy buồn về chuyện gì. Thấy đợt này Nam không được tốt lắm. Anh
còn nhận con Nam xong rồi hai vợ chồng nói chuyện xem công việc hay là như thế nào. Vâng anh ạ. Thế em nhờ anh gọi điện cho anh Nam cho em gặp một chút ạ. Anh gọi cho Nam xem rồi. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau nhé. Vâng. Alo Nam ạ. Vợ em vừa đến cơ quan này, em gặp vợ em một tí nhá. Vợ em đến cơ quan cầm đồ ăn cho em xong là hai vợ chồng thấy vợ em báo cáo với anh tí thì anh nhờ anh điện để hai vợ chồng nói chuyện thôi. Em gặp vợ em nhá. Dạ vâng, anh chờ em một chút. Xong rồi em muốn nói chuyện với anh một tí ạ. Em mang cho anh sữa với lại nước ạ. Em sợ anh lại không ăn uống đầy đủ. Anh có hỏi con bé nữa đâu. Anh đi làm mà anh bảo rồi mấy hôm nữa anh về. Thôi em về đi, anh còn đang bận làm việc đấy. Nhưng mà em thấy sếp bảo không có công việc gì đâu mà có phải ngủ ở đây đâu anh, hay tối nay anh về đi ạ? Thôi bây giờ em cứ về đi, anh thu xếp công việc xong anh về. Dạ vâng, thế anh thu xếp công việc xong anh về sớm nhá. Ừ thì em cứ về đi, không phải lo cho anh đâu. Anh à, em gửi một ít đồ ở đây ở cơ quan, tối anh về anh lấy nhé. Ừ em về đi. Thế nhớ anh đang bận việc đi. Vâng. Hai vợ chồng nói chuyện xong rồi. Dạ không ạ. Hai vợ chồng qua cách nhau rồi. Rồi sau được quần áo lên cơ quan. Dạ vâng ạ. Em đang có hiểu lầm nhau một chút ạ. Nhưng em cũng nghĩ không đến mức anh ấy phải lấy quần áo lên cơ quan ngủ đâu ạ. Hay là anh ấy có chuyện gì riêng ạ? Thấy đợt này thấy Nam lên cơ quan Nam cũng buồn lắm. Công việc làm thì như kiểu người mất trí, không chú tâm làm công việc một tí nào cả. Thế em về đi. Anh làm kết thúc công việc xong chồng có gì bàn nhau. Dạ vâng ạ. Thế anh cho em gửi ít đồ ở đây cho anh Nam đấy ạ. Bao giờ Nam xong công việc về thì anh gửi Nam cho.